Nhân dịp năm con rồng, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một con rồng nó lộn 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 như vậy nè. Và bây giờ thì xem video thôi. Khóa học lớp Blender 3D dành cho nhà sáng tạo đang có ưu đãi khi đăng ký sớm. Nhận ngay khóa học nâng cao trị giá 12 triệu đồng. Tặng kho thư viện 3D trị giá 32 triệu đồng. Hỗ trợ sau khóa học không giới hạn. Và đặc biệt tham gia offline miễn phí trong năm 2024. Nhanh tay đăng ký ở dưới phần mô tả vì số lượng có hạn. Rồi, xin trình bày sơ sơ về cho các bạn. Đầu tiên thì con rồng thì nó sẽ có rồng dash, rồng dis, đúng không? Thì trong con rồng á, thì ở trong từng vào cái thời điểm của từng cái triều đại thì có một cái loại rồng khác nhau. Và cái phổ biến mà mình thấy ở Việt Nam thì đa số là rồng ở China, Trung Quốc thôi. Nhưng mà không có ai biết được là rồng Việt Nam là rồng như thế nào. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái con rồng mà đó là rồng thời Lý ha. Thì cái đặc điểm của con rồng thời Lý này là nó sẽ có cái sừng ở ngay cái mỏ đưa lên và có cái răng nanh mọc từ ở trong cái miệng mọc ra như thế này. Và ở hàm trên thì nó không có răng, hàm dưới thì nó sẽ có răng. Và đặc điểm nữa là ở trong cái miệng á, nó sẽ ngậm một cái viên ngọc như thế này. Viên ngọc như thế này ở trong miệng nè. Bây giờ mình sẽ lên Google search cho các bạn xem ha. Rồng thời Lý. Đây, có khá nhiều cái hình ảnh rồng thời Lý. Và trong đó sẽ có những hình ảnh con rồng được các artist 3D họ vẽ lại. Thì tuy nhiên là sẽ có vài điểm đúng và vài điểm chưa đúng. Thì đặc điểm mà để nhận biết được cái con rồng thời Lý này á, theo mình biết là cái thân của con rồng thời Lý thì nó sẽ là cái thân da trơn chứ không phải là có vảy như thế này. Các bạn để ý nè, con rồng thời Lý nó sẽ là da trơn ha. Thì trên cái lưng nó sẽ có cái sọc như cái vảy. Thì tất cả thì con rồng được điểm chung là như vậy. Rồi, và đặc điểm như lúc đầu mình có nói á, là ở trên đầu cái con rồng thời Lý này nó sẽ có cái sừng mọc ra từ ở trên cái mũi mọc lên và cái sừng như vậy và cái lưỡi lè ra, rồi có cái trái quả, cái trái ngọc nằm ở trong miệng và có cái răng nanh ở trong miệng mọc ra nè. Rồi thì nhìn về cái tổng thể của con rồng thời Lý này, các bạn thấy được là nó sẽ có nhiều cái đoạn gấp khúc uốn quanh như thế này. Thì mình sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, khoảng 11 cái điểm cái cua gấp khúc của con rồng thời Lý này. Thì đây là một cái con rồng mà được cho là đẹp và là rồng của Việt Nam nha các bạn. Rồi, tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ không làm về cái con rồng này, do là thì nó sẽ có tính, nó sẽ xét về cái việc mà đúng mà sai á, đúng hay sai á, nó sẽ gây ra nhiều tranh cãi, cho nên là mình không thích điều này. Mình sẽ làm một con rồng nó thú vị hơn, nó sẽ tạo ra được cho các bạn một cái sự màu sắc sặc sỡ hơn, một cái nói chung là nó sẽ có một cái sự màu sắc cho cuộc sống của bạn trở nên vui vẻ hơn. Thì đây mình sẽ chọn một vài cái con rồng đã tìm sẵn nè. Thì điểm chung ở đây thì nó sẽ là sặc sỡ ha. Và mấy con rồng ở trong truyện tranh hay trò chơi nè, thì mình sẽ làm vui thôi, không mình không có nhắm tới cái mục đích gì cả. Đó, thì mình thấy là mấy con rồng này cũng khá hay ha. Màu sắc sặc sỡ đúng như là cái thương hiệu mình đang làm. Rồi, cái buổi hướng dẫn ngày hôm nay mình sẽ làm một con rồng dễ nhất cho các bạn, dễ dàng tiếp cận đến nha. Vậy thì con rồng mà mình sẽ làm hôm nay là cái con rồng màu hồng này ha. Nhìn trong cái mặt nó rất là hài nha, và nó sẽ có những cái biểu cảm, nó sẽ phù hợp với tất cả những các bạn trong cái giai đoạn lứa tuổi, trong cái đoạn về sáng tạo, về bạn nhanh Z ha, các bạn nhanh Z, nói chung là vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành vào trong Blender để mình bắt đầu làm ha. Rồi, thì con rồng này nè, điểm chung của tất cả có con rồng này thì các bạn có thể để ý được là cái linh hồn của nó. Về cái linh hồn của nó sẽ nằm xem lại rồi. Về linh hồn của nó, điểm chung là nó sẽ có cái miệng rộng ha, cái miệng rộng, và nó sẽ tạo ra được cái linh hồn chính, nó là cái miệng và cái con mắt. À, các bạn lưu ý điều này. Thì cái điểm chung của những con rồng này á, các bạn để ý là nó sẽ có cái miệng cong 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 như vậy nè. Miệng cong cong như vậy nè. Đó. Đây, cong cong vậy. À, con rồng này Cubitis. Con rồng não thật đấy. Rồi. Ông miệng cong cong nè. Vậy thì mình sẽ định hình cái miệng của nó trước.
Rồi, mình sẽ định hình cái miệng của nó trước ha. Thì như các bài cũ của mình á, là mình làm về cái miệng bằng, làm về cái curve là nhiều. Thì bữa nay mình cũng vậy, mình sẽ làm về cái curve. Rồi đây mình sẽ lưu lại ha, lưu lại. Rồi, lưu lại lớp Blender. Thì lớp Blender là một cái khóa học của mình. Một khóa học Blender 3D của mình về thiết kế, về sáng tạo. Nếu như mà các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể là click vào cái phần mô tả bên dưới. Mình có để cái những cái đường link các bạn có tham khảo ở dưới nha. Rồi nè, thì về xác định cái con rồng á, thì đầu tiên nè, các bạn mở cái phần mềm Blender 3D lên và Shift A tạo cho mình một cái curve. Thì cái curve này á, mình sẽ định hình trước, đó là định hình về cái miệng của con rồng nó sẽ có hình dáng như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ xoay ha, xoay bấm cái phím số 1 nè, mình sẽ bấm phím số 1 nè, bấm R đó xoay nè, rồi cho nó số 3 đó xoay nè. Thì mình sẽ chọn cái góc mặc định sẽ là số 1 là cái mặt chính như vậy, và số 3 sẽ là mặt bên cạnh nha, sau này nó sẽ dễ hơn. Rồi khi này các bạn nhấn Tab chuyển sang chế độ Edit Mode và chọn cái điểm ở chỗ này nè các bạn, E Extrude ra như vậy. Hai bạn xoay đó, khi này mình sẽ làm cái miệng con rồng ha. Thì tùy vào các bạn có thể là tạo cho nó một cái linh hồn như thế nào cũng được. Còn ở đây mình sẽ tạo cho một cái con rồng, nó sẽ cái miệng con rồng, miệng rộng, rồng lộn, một cái con rồng lộn miệng rộng đi. À, một con rồng lộn miệng rộng ha, nó sẽ có cảm giác như vậy nè. Rồi scale ra ha, rộng chút xíu, kiểu như nó cười với mình á, rồng mà vui mà phải vui chứ, đó nó cười cười nè, nhích mép lên nè đấy ha, kiểu vậy. Đây là cái miệng mình nhìn mặt ngang ha. Rồi nhìn ngang như vậy rồi ha. Bây giờ nè các bạn, trong cái phần là cái data của cái thằng curve, cái curve nè, các bạn vào cái geometry, mẹ add chút và cho nó mập lên xíu ha, cho nó dễ nhìn. Rồi ok, rồi bây giờ nè, bây giờ mình sẽ đưa nó qua một bên ha. Mình sẽ tạm thời đặt cho nó là cái mép của cái miệng nha, cái mép của cái miệng chứ không phải là cái mép của cái gì hết. Rồi các bạn tạo cho mình một cái cục cube này ha. Các bạn vào phong cái phần là add modify nè, các bạn chọn là subdivision surface, thì chỗ này nó sẽ tạo thêm lưới ảo cho các bạn, cho nó mịn như vậy đó. Mình sẽ nắn nót, bây giờ mình mới là nắn nót nè. Rồi trong cái chỗ này ha, mình chỉ cần phân nửa cái phân nửa của cái hình vuông này thôi. Thì ở đây có một cái chức năng là lớp cách nè, các bạn click vào đây ha, bạn rê cái con chuột lên đây, rồi nó sẽ tự động tạo cái lưới như này, click một cái đã xác nhận. Rồi giờ mình chỉ cần là xóa, chọn hết tất cả ở đây nè, xóa nè, xóa những cái mặt này thôi ha, xóa nè, mình chỉ lấy phân nửa thôi. Rồi mình chỉ lấy phân nửa thôi. Thì trong cái mood của cái con rồng này á, nó sẽ là một cái con rồng nó đầu vuông chút xíu, chứ không phải là một tròn chỉnh ha, nó không phải là một tròn tròn dễ thương đâu, mà nó sẽ phải vuông vuông chút xíu. Thì ở đây trong cái phần là add modify á, các bạn vào trong cái phần bevel, rồi kéo lên ở trên cái layer ở trên nè, cho nó phải vuông vuông chút xíu như nè. Rồi các bạn tab chuyển sang edit mode, bây giờ mình sẽ nắn nót cái con rồng lộn này lại, nắn nót lại xíu. Rồi đẩy lên nè, đẩy lên ha, chút xíu nữa mình chỉnh lại. Rồi cái miệng này nó sẽ dời qua đây xíu, tab chuyển sang edit mode, dời qua đây, dời qua đây xíu. Rồi tạm thời là như vậy ha, mình sẽ nắn cái con rồng này trước. Rồi trong cái cục cube này ha, mình sẽ di chuyển đây nè. Rồi các bạn chọn cái phần mặt này ha, extrude. Không, cho nó thấp xuống đã, mình làm lại cái này chỗ này đã. Rồi cho nó lên nè, scale lại cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ nắm
Cái này mình add chuốt nè, đẩy lên. Ha. À, đẩy ra đây đi. Rồi đẩy lên. Rồi các bạn nắm ở trên đây. Add chuốt lên ha. À, thì cái chỗ này nè, mình sẽ làm cái đầu của con rồng. Rồi còn cái chỗ này á, mình add chuốt ra nè, e ra nè. Đẩy lên đây, mình làm cái mỏ con rồng. À, cái miệng con rồng á. Rồi e đây, đây e cái nữa. Rồi con rồng nó sẽ có cái miệng như vậy. À, mình sẽ chỉnh này lại xíu nè, cho nó khớp khớp nè, đấy. Rồi tiếp tục nè. Tiếp tục nè. À, mình sẽ di chuyển cái này xuống cho nó khớp lại xíu. Cho nó khớp xíu ha. Rồi. Ok. À, mình nhớ là phải xóa những cái mặt này nha. Lúc nãy mình add chuốt nó sẽ bị dư những cái mặt này, mình xóa đi. À, xóa đi. Rồi. Đây mình điều chỉnh lại chút xíu nè. Các bạn bật cái trong chế độ là cái toggle X-ray ha, toggle X-ray nè, thì nó sẽ tự động xuyên thấu cho mình ha. Khi mình chọn như vậy nè, nó sẽ không có bị sót những cái chỗ nào hết. Rồi các bạn di chuyển cho nó về cái tâm chút xíu đi, chút mình lật cho nó dễ. Di chuyển về cái tâm nè. Đấy. Rồi tạm thời tắt này đi, nhìn nó. Rồi ha. Rồi trong cái chỗ này mình tiếp tục nè, mình add chuốt ra nè. Add chuốt ra. À, add chuốt ra đây. Rồi. Cái nữa add chuốt xuống đây. Add chuốt ra đây. Đấy, add chuốt ra đây. À, xoay nó lên chút xíu. Xoay R nè. R nhấn lộng E hoài. Rồi scale đó. Scale thì các bạn scale thì bạn scale chục Z ha, nếu mà scale vậy nè thì nó sẽ đều vào trong ha. Scale là các bạn kết hợp với chục Z. Rồi scale chục Z nè. Rotation là scale chục Z. Rồi add chuốt ra. Đấy, xoay. Xoay. Rồi tới chỗ này mình to ra cũng được ha, to ra cũng được. Đấy, to như vậy cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại mấy cái chỗ gốc này ha, cho về cái tổng thể con rồng này đi. Bây giờ nó nhìn như con voi vậy đó. Rồng thì mình trong cái mood á, trong cái ý tưởng của mình thì nó là một cái con rồng nó vui chút xíu nha. Nếu mà làm con rồng nó nghiêm túc thì ai cũng làm hết rồi. Cuộc sống mà nghiêm túc quá thì nó đâu còn gì là màu sắc của sự thú vị nữa. Điều chỉnh chút xíu ha, các bạn chịu khó chỗ này phải tỉ mỉ chút xíu để cho cái con rồng của mình nó trở nên nó màu sắc, nó có cái độ vui tươi hơn. Rồi ok, con rồng này nè, cái điểm này nè, mình sẽ nhìn thì nó sẽ chưa có ok lắm ha, mình sẽ làm cho nó một cái khoảng là cong lên này, cong như nè ha, thấy đây cái miệng phải không, sẽ đẩy cong lên nè, cong lên nè. Ông này sẽ đưa xuống nè. Nó sẽ có một chút nọng ha. Chút một cái nọng. Rồi. Rồi thật ra là ở trong cái chỗ này nè, nó sẽ đẩy lên đây luôn. Cái lưỡi mà, cái lưỡi nó sẽ cong lên như vậy nè. Nó cong lên như vậy thì mình sẽ chọn hai cái điểm ở đây. Nha, mình sẽ định hình nè, cái sub nè, sub divide nè, sẽ đẩy nhẹ lên đây. Đây, xoay nè. Xoay nhẹ ở đây. Rồi, từ từ ha. Chỉnh lại chút xíu. Đẩy lên đây thì cái này nó sẽ khó một cái là nó sẽ khó giống như là các bạn làm mấy cái cơ trong làm mấy cái pen tool ở trong Photoshop vậy đó. Nó khó như vậy. Đối với các bạn mới thì các bạn còn phải luyện hiểu về cái pen tool trong cái Photoshop hay là AI đó, nó sẽ dễ hơn. Qua đây nó sẽ hiểu hơn. Nó, nếu mà chưa biết về Photoshop AI thì học 3D sáng tạo cũng hơi khó. Đó. Đây. Đây, đó, một nửa rồng nào. Bây giờ mình sẽ điều chỉnh tiếp chỗ này ha. Chỗ này nó sẽ có một cái đưa ra như vậy. Rồi. À, thật ra thì cái miệng nó phải dài. Cái miệng nó dài hơn cái đầu của nó. Cái miệng nó phải dài hơn cái đầu của nó. Mình chỉnh là chút xíu. Đẩy nó gần vô. Đó, ở bên dưới nó sẽ rộng ra. Bên dưới sẽ rộng ra.
Đấy. Rồi. Ok ha. Sẽ đẩy cái đầu lên trước. Đấy. Đẩy đầu lên trước. Cái này nó đang bị dư một cái nè ha, mình xóa bớt đi. À, xóa bớt đi. Bị dư một cái. Đấy, nó thì cái về tổng thể thì nó sẽ vuông vuông như vậy ha, mình sẽ dư một cái này, xóa bớt đi. À, về tổng thể nó sẽ vuông vuông như vậy, nên nhìn nó sẽ hài hơn, nó vui hơn, nhìn nó có cà tôn hơn, chứ ấy quá thì nó không có đẹp. Rồi trong cái phần này nè, mình sẽ xóa bớt những cái bên cạnh ha. Rồi chờ mình chút đọc tin nhắn đã, công việc nó đến nhiều lắm nhưng mà vẫn dành thời gian để hướng dẫn cho các bạn nha. Đó, mình thì mình không xin donate đâu, nhưng mà nếu mà các bạn nào có donate thì donate ở trong cái phần mà số điện thoại của mình bằng Momo á. Thực ra là mình cũng sẽ dành nhiều thời gian để làm việc và hướng dẫn cho các bạn. À, tất cả những đó là những cái công sức của mình, và mình cũng không có đủ nhiều thời gian để mình bỏ ra nhiều mà hướng dẫn miễn phí cho các bạn hoài như vậy được. Đây, con rồng này hơi ấm ấm nhưng mà nó sẽ vui. Còn nếu mà rồng béo thì các bạn thì làm cho con rồng nó béo thôi. Đó, thì chúng mình sẽ đặt cái con mắt ở đây nè. Rồi thì đầu tiếp theo nè, mình sẽ lập cái phần bên cạnh lại cho nó cân xứng ha. Thì nó cân xứng, một là nó sẽ dựa trên cái trục của mình, trục đứng như này của mình nè. Thì ở đây các bạn trong cái phần là Add Modify á, các bạn chọn cho mình là cái Mirror. Rồi cái Mirror nè. Không, thì nó sẽ tự động lật sang trục X ha, trục X. Hoặc là có một cái nữa là các bạn có thể là tạo một cái empty ha. Ở đây thì mình muốn lật thì mình sẽ lật cái cơ nè, cái empty của cái Q chứ. À, empty nè, Q bear nè. À, các bạn lấy ống hút nè, hút vào trong cái Q bear nè. Thì cái Q bear này nó luôn luôn mặc định nằm ở giữa, khi sau khi mình tạo ra thì khi mà bạn di chuyển nó sẽ bị di chuyển theo. Nha, rồi chờ xíu nha, người ta kiếm quá trời. Rồi, trong thời gian chờ đợi các bạn làm đi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại sau khi mình check tin nhắn. Và đừng, cái đó là chuyện riêng của mình. À, các bạn thông cảm chút xíu. Rồi tiếp tục nè, về cái con rồng thì mình theo theo mình thấy thì cái mốt nó cũng ổn rồi ha. Bây giờ mình tiếp tục điều chỉnh nữa à. Rồi, tiếp tục mình điều chỉnh làm cho nó đưa cái đầu này vô chút xíu nè. Đấy. Rồi. À, tạm thời ẩn cái cục empty này đi ha. Rồi, đưa cái đầu vô chút xíu nè. Đẩy vô chút xíu nè. À, cái miệng thì nó sẽ rộng ra nhé. Miệng phải rộng ra vì rồng mà, rồng lộn mà. Rồng lộn thì miệng nó phải rộng chứ, đúng không? Rồng lộn. Đấy. À, miệng rộng nó phải, cái mũi nó phải đưa ra. À, con rồng này nhìn sơ sơ thì nó cũng đủ vui rồi đó, mình thấy mình vui rồi. Vui như con rồng rồi nè, đó. À, mình rồng nè. Rồi, cái miệng nó phải đưa vào đây đấy. Nó sẽ ngược ngược xíu ha. Ngược xíu nè. Rồi ở trong đây nó sẽ hõm vào. À, hõm vào. Ở dưới nó sẽ đưa ra chút xíu ha. Rồi cái này thì phụ thuộc vào các bạn muốn chỉnh sao chỉnh. À, về cơ bản thì mình muốn như vậy là nó đã đẹp rồi. À, vui hơn nữa thì mình đẩy lên đây. À, mình cho con vòng rồng này nó phải vui, mà Tết phải vui chứ, đừng buồn quá chán lắm, cuộc sống mà phải lạc quan lên. Ô, chỉnh, nhớ chỉnh cả hai nha các bạn. Chỉnh lộn cái là điều chỉnh hơi mệt như vậy nè. À, trong trường hợp này á, mình cần phải cho nó ngay lại chút xíu, cho nhớ đang bị lệch nè, không ngay thì các bạn nhấn scale chục y ha, scale chục y cho nó xoay lại ngay, scale chục y nè, kết hợp với control cho nó snap lại. Ở đây mình đang sử dụng cái MacBook cho nên là mình sử dụng cái bàn phím, sử dụng cái gì ta, cái là cái cảm ứng, con chuột cảm ứng touchpad á, chứ không sử dụng con chuột
như là mình sử dụng mấy cái laptop hay là máy tính bàn khác. Rồi điều chỉnh xíu ha, mình hơi cầu toàn, lúc nào mình cũng phải kỹ kỹ xíu. Chỉnh sao đẹp được rồi nha. Đó, ok. Nó thì các bạn mà xem đến đây thì cái nào khó quá các bạn nhắn tin hỏi liền ha. Tại vì những cái comment của bạn sẽ là động lực của mình để mình có thể phát triển cái kênh này nhiều hơn. À, rồi tiếp tục mình chỉnh lại cái viền của cái miệng nè. Mình chọn A. A chọn hết tất cả ha. Bạn chọn ra mặt trước không? Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra nè. Về cái mặt trước này nó sẽ đẩy vào đây chút xíu. Bạn bật cái mũi tên này đi vô. Đẩy vào đây. Rồi, cái thân nè, đẩy vào đây. Cái giữa nè, đẩy vào đây. Rồi, điều chỉnh cho nó khớp lại thôi. Easy đúng không? Rồi, tại sao phải làm cái miệng này? Thì trong cái con rồng này á, thì cái miệng nó là cái linh hồn mà lúc đầu mình có nói rồi. Cái miệng là cái linh hồn. Thì cái miệng nó cũng phải có một chút cái viền để mình nhận ra, nhận rõ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ add chút một cái này vào đây. Điều chỉnh lại nè. Không, cho nó xoay ngang nè. Xoay ngang xíu nè. Scale. Di chuyển vào đây. Scale. Scale. Đấy. Có một chút miệng như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lật á, tương tự với cái thằng này nè. Mình sẽ lật qua. À, khoan hả, lật ha. Giờ mình sẽ kiểm tra nè. Về cái góc nhìn này á thì có con rồng này nó ốm quá. Đúng không? Nó ốm quá, bây giờ mình sẽ cho nó mập ra chút xíu. Thì phần mập nó mập từ nở hậu ha, nở hậu nè. Nó sẽ nở hậu ra chút xíu nè. Đó, nở hậu ra như vậy là ok. Đó, nở hậu ra. Rồi, các bạn xem là có cái gì cần nở hậu không? Như vậy cái chỗ mắt nè. Cái vị trí mắt này mình sẽ đưa vào đây ha. Đưa vào chút xíu. Đấy. Ha. Rồi, đấy thì giờ nó cũng đã ổn rồi nè. Mạnh hơn xíu, 0.5 cũng được đấy. Không. Con rồng này nó đúng rồng lộn luôn. Rồi, điều chỉnh chút xíu ở trong cái phần viền này. Tạm thời là mình chốt được cái phần model của cái con rồng đi. Thì nếu chỉnh nữa thì mất thời gian lắm. Nếu như các bạn nào có muốn làm một cái gì cho nó chỉnh chu thì các bạn sẽ cần phải bỏ thời gian ra làm. Còn mình thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn chừng này thôi. Còn lại các bạn sẽ tự phải sáng tạo nha. Rồi, mình điều chỉnh rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lật cái thằng mép lại ha. Cái mép lại. Rồi, cái này là cái đầu, đặt là cái head đi. Rồi, cho nó in lên. Ngã ra, nó ngã ra đấy, dĩ món dịch ha. Rồi cho nó lật lại bằng cách là à phải à đây không phải là cái mirror mirror đâu. Rồi mirror ha, mirror thì mình sẽ hút vào trong cái phần empty này thì nó sẽ động lật qua đấy. Đây là con rồng của tớ. Rồi con rồng này nè, nó thì cái viền môi thì nó phải dày lên, nó dày lên thì nó sẽ đẹp ha. Thì dày lên thì mình sẽ có cách dày khác nhau. Rồi thì dày mình chỉnh lại đây, nó đi ra xíu ha, dày lên nè. Đầu tiên thì cái phần mép nè phải dày lên. Các bạn nhấn vào cái phần là ALT S scale lên. ALT S scale lên. ALT S nè, scale lên đúng không? Scale lên cho cái môi nó dày lên. À, chỗ nào dày thì sẽ cho nó dày. Đấy. Điều chỉnh xuống xíu.
ALTS scale nó lại. Đấy, rồng này đầu rồng đầu đinh à, giống như mấy con chim à, con chim gì ta, con chim gì á, chim mà ở chim mỏ sừng á. Hạ hạ mắt mình không đấy. Rồi à, tiếp theo nè, tiếp theo mình sẽ làm cái linh hồn đó bằng cách là gắn con mắt nó vào ha. Con mắt của nó thì nhìn sao nó dữ vậy ta, thiếu thiếu gì ta. Con mắt thì nó sẽ đi như vậy ha. Thì con mắt thì nó cũng đơn giản thôi nè, các bạn tạo cho mình một cái flan đi ha, cái flan các bạn di chuyển ở đây này. Rồi trong cái flan này nè, nó sẽ có hai cái lằn, hai cái cạnh ở giữa đây nè, hai cạnh giữa. Các bạn nhấn R, Ctrl R ha, bạn lăn con chuột 2 lần. Rồi các bạn escape để hủy cái lệnh di chuyển tự do đi. Rồi scale lại, scale chục y lại đấy ha, toàn bộ scale lại cho mắt nó hẹp hẹp lại. Rồi các bạn làm dày lên bằng cách là add modify nè, làm dày lên ha, tới chỗ này nè bạn làm dày lên. Rồi scale nó nhỏ lại, tab edit mode nhỏ lại. Rồi chỗ này bạn thêm cái phần là sub ha, cái sub division nè. Rồi bạn di chuyển lên, à di chuyển lên này. Đó, dày thì dày khoảng 0.01, 0.1, dày vừa vừa thôi. Đó, con mắt thì nó sẽ biến dạng xíu nè. Các bạn tab edit mode nè, tạm ẩn cái phần dày nè, ẩn cái phần cái sub nè, di chuyển này. À, con mắt thì nó sẽ bồng bồng xíu vậy, bồng bồng gian gian xíu vậy. Nó sẽ lờ đờ đó, vậy nè, lờ đờ vậy nè, nó gian gian á. Rồi cho cái này nó mỏng lại 0.05 đi, mỏng lại thôi. Rồi di chuyển vô mắt người to ra, to ra. Không chấm một, 0.1. Ok. Này đẩy lên. Rồi. Tương tự, cái này cũng tương tự ha, tương tự với cái lật này thì mình sẽ cho nó một cái đối xứng bằng cách là mirror. Đó, mirror. Mirror chụp empty ha, empty đâu cũng nhìn cũng kỳ kỳ ta. Đó xoay xoay thế này, dày lên 0.2 luôn, 0.3 luôn á, dày dày lên 2. Rồi lúc mắt cho nó còn ngọng người ta đẹp chết nè, tới ngọng mình, tới ngọng mình nó hài hài đó. Rồi muộn này làm chân mày nè, đó ship à, chân mày nè, chân mày thì nó to lên xíu à, cho nó hài hài chứ, xoay đó. Thì mình nghĩ là con mắt nó sẽ nằm đây nó hay hơn, mắt nằm đây sẽ hay hơn.
Rồi, con rồng mũi gãy nha. Rồi ở đây mình sẽ thêm cho nó một cái gọi là cái lỗ mũi ha, cái lỗ mũi nè. À, lỗ mũi mình sẽ nhấn cái chè cái face ha, chọn face ha, các bạn y ngắn vào. Y ngắn vào nè. Rồi, ở đây các bạn sẽ add chút ha, nhấn E, add chút vào trong á, lỗ mũi mà E, add chút vào trong vậy nè. Vào trong đây, cho nó nhỏ lại. Ok. Rồi ok, tiếp tục. Giờ mình sẽ làm cái viền của cái miệng cái con này nè. Cái viền nó sẽ giống như cái hình mẫu của mình đây nha, nó sẽ có cái râu đẩy lên như vậy. Thôi ở đây thì trước khi mình làm á, mình sẽ chọn hết tất cả nè, mình cho nó thành một cái nhóm collection ra để là cái hit. Rồi chút nữa tất cả mình sẽ gom vào đây hết. Rồi cái hit ha. Rồi mình sẽ copy cái map này ra ha. Và mình sẽ đẩy ra ngoài đi. Rồi tắt cái hết đi, tạm thời tắt cái hết đi. Cái map này thì mình sẽ trả về mặc định cho nó nhỏ nhỏ lại. Rồi, các bạn vào trong cái flange ha, tạo mới một cái flange cho mình. Và các bạn chọn bên cái cạnh đây nè. Hai cái điểm đây nè. Các bạn nhấn M để merge nó lại, cho nó thành một cái tam giác, kéo nó xa xa ra. Rồi, cho nó nhỏ nhỏ lại. Cho nó vừa với cái cảm giác là nó sẽ vừa với cái miệng á. Rồi mình dựng đứng lên. Dựng đứng lên. À, nhớ là dựng đứng ở trong phần edit mode nha. Rồi di chuyển nó về giữa. Di chuyển nó về giữa nè. Rồi thì trong cái khoảng này nè, giống như cái lá cờ của bạn vậy đó ha. Rồi ha, giống như lá cờ của bạn vậy đó. Giờ mình sẽ ẩn bớt giờ mình sẽ tạo ha, tạo cho nó nhiều số lượng nhiều lên. Ha, cái này nó tạo cho nó một cái số lượng nhiều lên. Array nè. Ha, array. Rồi tăng lên số lượng. Bây giờ mình không thấy nó đâu cả. Mình không thấy nó đâu cả. Mình kiểm tra xem là nó đang lặp đi lặp lại ở đâu. Thì một là nó đang ở trong cái trục X này, nó đập tại chỗ của nó. Hoặc là Y nó sẽ lặp đi lặp như vậy nè. Ha, đổi hơi trục Y nè. Số 1. 1. Giá trị 1 thì nó sẽ tương đương với một cái của nó thôi. 1.1 và nó cắt thêm một cái 10% của nó. Vậy đó. Đó. Thì ở đây tiếp tục mình sẽ tạo một cái curve. Cái curve nha. Ha, mình hút vào trong cái miệng con rồng này. Ha, thì nó sẽ tự động. Nó sẽ tự động đi theo như vậy. Mình sẽ để khoảng 18 cái răng. Rồi mình sẽ di chuyển thử xem. Nó đang bám ở đâu? À, nó đang bám ở đây. À, di chuyển nó đang bám ở đây. Rồi mình sẽ kiểm tra xem là cái thằng này nó đang ổn hay chưa ha. Thì thằng này nè, mình sẽ Ctrl A để mình reset hết tất cả các thông số, cái giá trị của nó. À, nó mới đứng lên được. Rồi, ngay tại thằng này ha, mình sẽ chuyển sang trục Y. Trục Y. Đó, trục Y nè. Thì nó mới bám như vậy nè. Bám vô vậy. Rồi điều chỉnh chút xíu ha. Điều chỉnh chút xíu cho nó đứng lên. Đứng lên ha, xoay cái thằng này cho nó đứng lên nè. Đấy. Xoay cái thằng lá cờ ha, cái nồi cái cộng lông lá cờ của nó đó. Bạn di chuyển nó lên trước. À, di chuyển thì mình sẽ cố gắng là mình xem cho nó di chuyển ở giữa chưa. Di chuyển nè, trục X, ha, trục Y, ha, trục Y nè. Rồi, tăng thêm số lượng. Cho nó ở dưới luôn. G, trục Y, đẩy lên trước cho nó đối xứng ha. G, Y, cho đối xứng nè. G, Y. Cho nó đối xứng là đẹp. Đấy. Rồi này to ra. À, nhỏ lại đi. Nhỏ lại. Rồi cái thằng này thì mình sẽ tăng số lượng lên. Qua trục Y là mày thấy tăng số lượng lên nào không? Cho nó đối xứng, cân xứng là ok. G, G, Y.
Đấy. Rồi, về cái hình dáng thì này, hiện tại là nó đang quá cao. Đó, mình cho nó thấp thấp lại thì nó mới dễ thương. À, thì để mình cho nó một cái có to có nhỏ khác nhau á, thì các bạn chọn cái trục mà của cái thằng mà mép này nè, cái thằng mà đường ray mà mình nhấn cái cơ vào đó, mình ALTS cho nó to lên hoặc nó nhỏ lại ha. À, những cái cua, thì nó nhỏ lại nè, và những cái râu ở đây nè thì nó sẽ to ra ha. Còn những cái cua thì cho nó nhỏ lại, cua này nhỏ to ra. Đấy, bây giờ mình sẽ bật lại cái đầu lên, mình sẽ xem kết quả ha. Đấy. Rồi. Thì tại cái mép này mình sẽ to ra xíu. Ha, điều chỉnh lại thôi. Phải điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại cái đường ray ha. Thì những cái con rồng khác thì hôm nay mình học nhiều về cái phần array này ha. Array là khá nhiều đó. Đập đi đập lại đó. Rồi đẩy ra, xoay ra ngoài xíu. Rồi. Điều chỉnh lại cho nó đẹp thôi. Miễn sao đưa nó ra ngoài là được. Rồi tăng thêm số lượng của nó. Đấy, tăng thêm số lượng của nó. Rồi xoay nè, thử xoay nha. Xoay cho nó đưa ra. Xoay cho nó đưa cái râu này ra. Đó, chỉnh sao mà cho nó đưa ra là đẹp. Đẩy vào. Đấy. Rồi. Giờ mình sẽ thêm một cái nữa. À, thêm một cái nữa ha. Bạn chỉnh sao mà cho nó đẹp đẹp xíu nha. Như mình mà thấy chưa đẹp thì mình chưa có ok lắm. Ha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái thằng này đi. Tắt cái thằng viền này đi ha. Cho nó khớp vô đã. Rồi tắt thằng viền đi bằng cách là vào trong phần là Object Data này các bạn. Rồi để coi nó còn record không. Ok ha. Rồi trong phần Object Data nè, các bạn giảm hết tất cả các thông số của nó lại thì nó sẽ tự động nó ẩn đi ha. Đẩy ra chút xíu.
cho nó thấy cái chân. Đẩy ra. Rồi, để ý thêm một cái đặc điểm nữa là ở cái chiều vị trí mà chỗ này là nó sẽ có nhiều cái nữa. Nó sẽ có cái đầu dài hơn nữa. Rồi, và nó sẽ có thêm nhiều lớp nữa. Rồi bây giờ nè. Giờ mình sẽ điều chỉnh tiếp ha. Cũng dựa trên thằng này luôn. Cũng dựa trên thằng này luôn mà mình tab chuyển sang chế độ Edit Mode nè. Bạn chọn hết tất cả ha. Bạn shift đi, di chuyển lên. Cho nó so le. Không, xóa đi. Mình sẽ copy thêm một cái nữa. Rồi shift D ra nè, shift D ra nè. Copy thêm một cái nữa và mình sẽ di chuyển so le ha. Bằng cách là qua cái phần là cái curl nè, add modify curl nè. Mình sẽ kiểm tra ha, mình sẽ di chuyển trục Y. G, Y, di chuyển cho nó so le chút xíu. Đấy, cho nó sale chút xíu ha. Và giảm cái số lượng này lại một cái. Rồi, mình sẽ di chuyển. Sale xong rồi mình sẽ di chuyển lên. Di chuyển lên. Di chuyển lên hoặc xuống. Cho nó lòi ra. À, cho nó lòi ra như vậy. Nhiều râu quá nhìn nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà không sao. Rồi. Rồi ở đây thì mình sẽ đối xứng ha. Có một cái nữa là mirror. Và những cái này nó sẽ lặp đi lặp lại nha các bạn. Lặp đi lặp lại nên các bạn sẽ cần phải làm nhiều lần thì các bạn mới có thể hiểu được, quen được. Đấy. Con rồng đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ mọc râu cho nó. Mọc râu cho nó dài ra vậy. Rồi giờ mình sẽ copy nè. Copy thêm một cái nữa, shift D ha, shift D thêm một cái nữa. Thì lần này mình sẽ chọn hết tất cả nè. Nhớ là bên cái phần edit mode ha, scale lên. Không, nó sẽ to ra như vậy. Thì khi bước này các bạn cho nó nhỏ lại, ít số lượng ít lại và di chuyển nó ra đây. Nếu giờ thì không ổn nè, không ổn. Ha, không ổn đâu. Rồi tắt cái thằng curl này. Tắt thằng này. Rồi di chuyển ra đây xíu. Rồi cho nó đứng lên. Đứng khoảng 90 khoảng 0 độ à 0 độ. Rồi ha, thì khoan nói tới cái phần đó thì mình làm tới cái phần này đi. Trong cái phần này nè các bạn. Mình sẽ cần phải làm cho nó dày lên bằng cách là add cái solidify nè, cho nó dày lên ha. Rồi, thêm một cái là làm cho nó mạnh đi. Mạnh đi ha. Rồi, các bạn chọn hết tất cả nè. Các bạn subdivide nó cái nữa. Ha, cho nó như vậy. Nó giống như là một cái gì nó nổi lên vậy đó, nó sẽ hay hơn. Rồi mình sẽ di chuyển chút xíu ha. Chuyển cho nó xuống chút xíu. Rồi cho nó mọc vô đây đấy. À, rồi cho nó mỏng lại bớt. 0.02. Mỏng lại bớt. 0.02. Rồi còn cái bên trong này á thì cũng như vậy luôn, nhưng mà lần này mình sẽ cho nó to ra. Nó to ra nhưng mà nó vẫn phải có tính chất là nó dày và nó mịn. 0.01 ha, cho nó mỏng lại. Rồi ở đây thêm cái sắp cho nó mạnh đi. Lộn rồi. Mình đang làm lộn ở trên cái con rồng này rồi. Trên cái đầu rồi, mình làm ở đây mới đúng nè. Ẩn bớt này đi ha, này nhìn nó nhiều quá. Rồi các bạn làm trong cái phần là solidify nè, 0.1 dày lên. Tiếp theo là cái sập nè. Cái sập nè ha. Rồi tab chuyển sang edit mode các bạn.
sắp nó lên. Đấy, nhìn này nó giống như là cái hội chứng mà mấy cái con ve nó đậu lên á, xó luôn đi. Cái con ve nó đậu lên nhìn khiếp. Đó, vậy thôi. 0.01. Ok. Rồi, thì cái thằng mà Solidify nè, thằng Array nè, Array, đúng không? Thì mình sẽ apply nó, Rồi, thằng Curl, apply nó. Ha, chừa lại thằng Mirror thôi. Thằng này nó sẽ, thì trong tất cả những thằng này nó sẽ dài ra. Cho nó dài ra đây. Bạn chỉnh xuyên thấu cho mình ha. Bạn chỉnh xuyên thấu. Rồi cho nó dài ra. Chỉnh dài tạo dáng á, kiểu như là bạn phải tạo dáng cho nó. Tạo cho nó một cái dáng mà cái râu rồng nó sẽ dài ra. Rồi trong tất cả những cái râu rồng này ha, trong tất cả những cái râu rồng này các bạn, mình quét hết tất cả những cái nãy mình vừa điều chỉnh nè ha, mình đẩy ra. Lý do tại sao đẩy thì mình sẽ bật lại chế độ nè, không mình phải đẩy ra, nếu mà không đẩy thì nó sẽ dính vào trong cái phần của cái con rồng này. Đẩy ra, đẩy ra hết mức có thể ha. Rồi những cái đuôi, cái đầu này mình sẽ đẩy ra luôn, nó sẽ có một cái độ cong nhất định. Đẩy ra nó sẽ có độ cong ha. Đấy. Rồi thằng này xóa đi, thằng này xóa đi. Phải có độ cong. Rồi điều chỉnh lại xíu thôi. Rồi những thằng này thì mình sẽ cho nó một cái gọi là cái solidify nè. Đấy. Rồi những thằng này, những thằng này thì ở đâu đó đây. Thằng này xóa đi. À, mirror đúng không? Mirror mà. À, mirror ha, à, mình sẽ xóa bớt ha. Xóa bớt những thằng này. Mình sẽ chừa lại những cái mình cần thôi. À, bật lại cái mirror. Đấy. Không. Rồi, cũng thằng này luôn ha. Cũng thằng này luôn. Cho nó cao cao lên. Rồi. Mình sẽ chọn thêm nè, L nè, các bạn nhớ đến L nè. L ha, các bạn copy ra thêm ha, copy ra thêm, shift D, copy ra thêm. Rồi các bạn di chuyển ra đây nè, di chuyển ra đây nè ha, các bạn để solar chút xíu. Rồi ở đây thì mình sẽ xoay ra đây chút xíu đó. Rồi những thằng này ha, mình sẽ để vị trí lại cho nó hợp lý là được.
Tới đây thì biết làm sao cho đẹp thôi. Mình cũng chả biết sao cho đẹp nên là cố gắng. Là rồi, ok. Nhìn nó hơi dư dư á bạn. Nhìn nó dư dư nhiều cái. Mấy cái này mình không thấy, không cần nè. Không, mấy cái này không cần nè. Xóa luôn. Cái này không cần xóa luôn. Nhưng mấy cái dư dư nãy mình mới tạo cũng không cần lắm, tại vì nó nhiều chi tiết quá, nó mất đi cái chất của cái con rồng vuông nhộn này. Nó nhiều chi tiết quá, nó lại bị tham lam á, nên là mình sẽ xóa đi. Các bạn thông cảm, thì mình thích là mình xóa thôi, cái cũng không ai cản được đâu. Rồi xóa đi ha, xóa đi, xóa đi anh L, xóa đi, chọn bớt để xóa đi. Nhiều quá thì lại nó không có hay. Rồi tăng số lượng lên cho nó mạnh. Đó, con rồng của tôi. Con rồng của tôi ơi. Rồi tạm thời ok. Không có vấn đề gì hết. Rồi ha. Chỉnh sao cho nó đẹp đẹp xíu. Auto smooth. Rồi, giờ mình sẽ làm thêm cái sừng cho nó. Cái sừng cho nó nè. Cái sừng cho nó vòng như vậy ha. Rồi, thì để làm được cái sừng á cũng giống như vậy luôn, các bạn tạo cái curve. Tạo cái curve nè, không? Cái curve nó đang nhỏ xíu đây nè. Rồi, các bạn bấm cái phần bevel bạn tăng lên. Tăng lên. Rồi, bạn tab chuyển sang edit mode nè. Di chuyển qua đây. Di chuyển nó lên đây. Xoay nó. Xoay nó như vậy. Cái sừng nó là sao? Cái sừng nó sẽ cong lên vậy đúng không? Rồi. Con rồng nhỏ thì rồng nhỏ mà thích lộn thì nó sẽ có một cái sừng nhỏ thôi. Tăng lên. Cho nó một cái sừng nhỏ thôi. Rồi xoay vô đây. Đút nó vô cái đầu. Ây da. Rồi, mình add chút ra. Add chút ra. Và nó sẽ nhóc cái đầu lên gì đó đúng nè. Bệnh luôn. Rồi, add chút nè. Scale lại ha. Rồi tới bước này quan trọng nè, mình sẽ làm cho nó có độ tương phản cho cái sừng này ha. Rồi chọn hết đã, xoay nè. Rồi cái độ tương phản nghĩa là sao? Là mình sẽ làm cho nó có chỗ to chỗ nhỏ ha, chỗ to chỗ nhỏ như vậy. Đấy như vậy nè, add chút vào nè, scale lại nè. Scale lại. Tại rồng thiếu nhi mà bạn. Rồng thiếu nhi thì mình không có đòi hỏi gì nhiều. Rồi. Tất cả những này đẩy vô xíu. Đó, và tương tự ở trên đỉnh đầu nó cũng có nè. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng đi.
À, cái sừng cũng tương tự vậy. Rồi mình sẽ copy đi, copy ra đây, à, và di chuyển nó. Rồi chọn hết tất cả nè, scale nè, chụp x cho nó trả về cái vị trí chụp ban đầu ha, scale chụp x rồi trả cho nó xoay về vị trí ban đầu, kết hợp với control nha các bạn, di chuyển lên đây. Rồi cho nó to ra, cho nó u cái đầu lên. Đó, scale lại. Rồi, ok. Nắm bắt tôi đó làm gì? Khi kinh người tình giữa tôi. Ok. Đấy. Đi kiểu vậy con rồng. Rồi cho nó lật lại thôi, vẫn như cũ hả các bạn, cho nó lật lại bằng cách là mirror, à mirror. Con rồng thì có gì đây, con rồng á, tiếp theo nè, thì bây giờ á, sau khoảng gần 1 tiếng đồng hồ mình mới được cái đầu con rồng nó, thì nó sẽ là lâu, là do mình cần phải suy nghĩ cái idea đó, nó sẽ rất là mất thời gian. Cho nên là một cái đầu con rồng thì nếu mà các bạn phát thảo ra được cái idea ở trong cái đầu hoặc là ở trong tờ giấy rồi nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đây thì nó sẽ mất thời gian cái việc là mình vừa làm vừa suy nghĩ idea, hơi mệt ha. Và bây giờ thì phần tiếp theo là sẽ làm cái mình của con rồng ha. Và bây giờ thì mình sẽ vào tiếp tục video thôi và nghỉ lay lao chung một chút. Khóa học lớp Blender 3D dành cho nhà sáng tạo đang có ưu đãi khi đăng ký sớm. Nhận ngay khóa học nâng cao trị giá 12 triệu đồng. Tặng kho thư viện 3D trị giá 32 triệu đồng. Hỗ trợ sau khóa học không giới hạn. Và đặc biệt tham gia offline miễn phí trong năm 2024. Nhanh tay đăng ký ở dưới phần mô tả vì số lượng có hạn.